Mưa, lũ, bão, sạt lở đất đã khiến hàng nghìn hộ dân miền Trung rơi vào cảnh trắng tay, không còn nhà cửa, không đủ lương thực, khó khăn chồng chất khó khăn. Với mong muốn san sẻ phần nào những mất mát, thiếu thốn mà đồng bào ở khúc ruột miền Trung đang phải gồng mình gánh chịu, mới đây Hội Tiếng Hát Từ Thiện Vĩnh Phúc và Công ty Tổ chức Sự kiện BOSS Việt Nam đã đồng tổ chức chương trình nghệ thuật vì miền Trung thân yêu tại thành phố Vĩnh Yên. Chương trình nghệ thuật vì miền Trung thân yêu có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt có rất nhiều bạn trẻ là học sinh, sinh viên trong các nhà trường. Tất cả các nghệ sĩ, người tham gia chương trình đều chung một mong muốn kêu gọi sự ủng hộ, chung tay góp sức của cộng đồng để giúp đỡ nhân dân miền Trung trong những ngày cam go vì bão lũ. Với một tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách thì ngày hôm nay em rất vinh dự khi là một thành viên của Hội Tiếng Hát Từ Thiện tham gia vào chương trình này để cùng quyên góp những tấm lòng vàng, những tấm lòng hảo tâm của toàn thể quý vị để hướng tới đồng bào miền Trung, để cùng với cả nước giúp miền Trung vượt qua khó khăn. Mặc dù đêm biểu diễn nghệ thuật vì miền Trung thân yêu được tổ chức ngoài trời và đúng buổi có mưa, nhưng vẫn thu hút được sự quan tâm của đông đảo người dân trên địa bàn thành phố. Rất nhiều tấm lòng thiện nguyện đã quyên góp ủng hộ chương trình. Cảm thấy rất là xúc động. Tại đêm biểu diễn, chương trình đã nhận được tổng số tiền 50 triệu đồng từ sự ủng hộ của các đơn vị, tổ chức, cá nhân. Toàn bộ số tiền này sẽ được ban tổ chức đưa đến tận tay địa chỉ cần giúp đỡ. Tất cả số tiền mà chúng tôi quyên góp được trong buổi tối ngày hôm nay, chúng tôi sẽ trực tiếp mang vào để trao tận tay cho người dân miền Trung, để động viên kịp thời đến người dân miền Trung để bớt đi Theo kế hoạch, ban tổ chức chương trình sẽ trực tiếp trao quà cho bà con miền Trung vào tuần từ ngày 26 đến ngày 31 tháng 10. Từ nay đến thời điểm đó, chương trình vẫn tiếp tục nhận sự ủng hộ của các tấm lòng thiện nguyện để cùng trao gửi tình cảm ấm áp, động viên, khích lệ đồng bào vượt qua những ngày khó khăn này.